Quay sang, quay sang. Ôi trời. Quay sang. Ôi trời, trời ơi. Thấy không? Quá trời con cá. Đây hôm nay mần thịt con cá này 100kg nha các bạn. 8kg. 8kg đó. Mắc lấy kìm nhổ. Lấy kìm nhổ 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 cái dãy đó nè. Tự nhổ răng. Dãy nó đánh không được, phải lấy kìm nhổ mới được. Em muốn tay thử. 8kg nha. Bàn tay mình lớn bằng cá này. Cá tay tượng á. Hết một bên. Cha. Cái gì? Cha ba lần bắt cá bự rồi đó. Ừ. Lúc trước bắt cá thôi nhưng mẹ lấy móng tay. Móc dễ vậy nè. Dễ vậy nè, không như đồng tiền vậy. Thì cũng giống vậy đó. Thấy rõ không nha? Nè. Không cha. Ăn cá chê. Ừ. Xích ra đi con nha, văng một lum con. Dơ. Cá phải lấy kìm mà nhổ cái dãy đó mới được nha mọi người. Đánh không lên. Thấy không sơn mà quay sát với sơn. Nè, lấy kìm nè. Đây nó lấy kìm nhổ dãy nó lên đó. Mình mới đầu tiên còn lấy kìm nhổ tí nó ra dãy mới đánh được. Tay tượng 8kg. Quá trời, cái dãy nó cứng sao đánh nổi. Dạ. Cá chừng 2kg là nắm cho mình cái này rồi hột lên cái nửa con. Móc thì móc da luôn á. Tính con này nhiêu năm rồi? Mày biết nhiêu năm mà nói. 10 mấy. 15 16 năm rồi ha. Có không? Đặt gió thật chó gì. Cá 16 năm. Hồi lúc mà bà nội còn sống lúc cỡ tuổi thằng Sơn đó. Tôi đi đã có rồi mà. À. Ừ. Là 10 mấy năm, 14 năm hả? Tuổi thằng Sơn đó. Ừ sao đó. Cá là 14 năm mà 8kg. 4 năm. 14 năm. 14 năm mà có 8kg. Nuôi chậm hơn. Cái dãy mày lớn nè. Cá này chân tương ha. Quá trời bự làm nhiều món mới được. Chiên. Chiên nè, chân tương nè. Hấp nữa hả? Ba món rồi còn gì nữa không? Có hai món à. Chiên, chân tương. Thấy không? Quá trời bự luôn, nặng 8kg à. 14 năm 8kg. Tính ra nó nhỏ rồi. 14 năm là người ta trưởng thành luôn rồi. Nhỏ ăn không đủ mà bự quá ăn không hết. Chỉ là có dừa. Mấy món nữa con? Nãy được mấy món rồi, nghĩ ra được nhiêu món nữa Ngân? Ừ. Còn nhiêu món gì nữa không? 3 món rồi. 6 món. Chia từng khúc ra rồi làm từng món. Lên lấy cái chả, lấy đồ quạt mũi, ăn lấy cây cần quất nha. Mần giống như mần con heo, con cá giống như mần thịt heo á. Lâu hơn. Cạo ơi, cạo vậy. Con quất giùm. Đến quất, quất vô lên chút nè. Quất cha nè. Quất vô lên chút. Mần cá tay tượng 8kg. Nuôi 14 năm mới được 8kg. Quất vô lên chút. Cá này tuổi thọ luôn. Tuổi thọ luôn à, tuổi gì? Tuổi thọ là tuổi già đó. Già hết. Được rồi đó. Ừ. Mày xách xuống rửa đi. Hai người khổ. Lấy kìm lên vậy. Lấy kìm lên vậy mới được. Kìm nhỏ mới ra nè. Thợ
vuốt vậy còn nhận như cái đồng tiền. Quay sang, quay sang. Ôi trời. Ôi trời ơi. Thấy không? Quá trời con cá. Thấy không? Thấy. Chụp chút tấm hình luôn được không? Chú quay giờ chụp. Đâu? Hả? Đứng. Quay đứng bên đây hả? Đứng bên đây hả? Đứng xéo xéo này nè, mình thấy có rồi. Cận cảnh cái đầu này Sơn à. Nhìn cái đầu nè. Thấy không? Nó u ra luôn thấy không? Người chết vậy không? Rồi tiếp tục nữa. Quá trời mỡ. Cái này chiên chất mỡ ngập mặt. Đâu cái đèn đó? Nè. Bấm luôn. Trời ơi. Bấm lên trắng nhách luôn. Dạ nha. Thấy không? Nửa miếng nữa nha. Được, dĩ chiên nó gọn, nó không à. Muối nó cũng thanh. Đây nè. Thịt xong nha các bạn. Cái đầu nó nè. Đó, cái đầu này trời ơi. Bên kia ông anh. Ông anh cũng đang chia ra, chia thịt ra. Nãy thì tôi thái xong rồi, giờ cho ông chia thịt. Giống giả cày quá. Lấy cái dao đi chặt. Này. Đây. Nãy tôi thái xong, giờ tới ông anh ông chia thịt ra nè. Giống như con miếng thịt heo luôn mà. Không. Đó, chia thịt ra. Làm hai gì là vừa rồi. Chích lên trên túc nó có cái mắt xương gì đó đó. Đó. Đâu. Vậy được rồi. Hai cục ngày ăn ngày. Chia thành hai miếng. Đây ta bắt nước rồi cái này nha. Luộc sơ. Sơ bắp ga đi. Luộc cái đầu đó. Không? Cái này luộc rồi xong rồi để đó muốn ăn gì cũng được. Ga nhanh thôi. Nghe các bạn. Đầu. Này làm hai được hết đấy. Ừ, làm hai đi. Cái đầu mà nó ở trên nó có một cái cục kìa. Mà thấy không? Lâu năm, cá lâu năm mà. Có bóng đèn. Đấy, thịt. Cá này tự nhiên thịt dữ lắm. Ừ. Mỡ nha. Cá này béo mỡ luôn. Gì đó, đúng rồi đó, gì đó. Ừ. Còn trong này một miếng này bạn. Đây các bạn. Để trong. Bên ngoài nè. Con miếng cá cao lên tí xíu rồi, nhìn cái tảng cá kìa. Cái đèn á, đèn cao lên cá. Họ. Quá trời cái tảng cá mà. Em ơi. Mà đẹp quá gặp á. Mần cá bự nữa. Này còn lâu lắm. Cá này nuôi mười mấy năm mới được gì, tính mình nuôi ăn tự nhiên đâu ăn gì đâu, bởi nó hơi chậm lớn nha. 8 kg. Tính là mười mấy năm rồi nữa. 12 năm hả? 12, 14 năm gì. Chia ra ngựa quá đây. Đây à, thổi rồi nè. Một khối thịt nè. Quá trời miếng cá. Lâu năm thì cá nhìn thấy thích thật, nhưng mà nó mỡ nhiều quá. Cá này nó còn nhỏ, khoảng chừng 1,5 kg ở đó ăn ngon phải không? Ừ. Bự gì thì hơi mỡ nuôi để chứ làm kiển thôi. Nhưng hôm nay túng mồi bắt lên ăn đại. Cái này làm nhiều món lắm ạ, cái này. Cái này là lẩu ha. Ừ. Lẩu là khúc này không là đuối vậy. Lẩu nó mấy cái xương này nè. Làm nấu nước súp chờ. Như được nồi lẩu anh. Đầu nấu súp này. Đây các bạn. Đây ra. Thật lỗ nha. Mình nó hổ kinh lắm rồi. Ôi trời nặng. Cái gỗ này. Giờ không lên luôn. Đây rửa lại cái nữa mới được. Một, hai. 8 kg mà ít luôn thịt này. Nó hiếm gì đâu.
này bà, miếng thịt cá này. Nhìn thấy một khối thịt nè. Cá tai tượng mà thịt nó ngon lắm. Rồi bà đem vô trụng đi, còn con này để cho nó ráo. Ok, thịt cá cũng xong rồi các bạn. Rồi cái đó để làm món sau đi nha. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Mọi người 4-5 người xúm lầm con cá. Rồi. Ok, bye bye mọi người nha.